Vâng, về ngoại thất của hai chiếc xe Fortuner một cầu và hai cầu số tự động đấy ạ. Bản này là nhập khẩu nguyên chiếc Indo nhé. Về bên trái mọi người có thể nhìn thấy là bản này là bản 1 tỷ 165 triệu, bản một cầu. Còn bản hai cầu chúng ta có thể nhìn thấy phần cản trước nó có sơn bạc với giá là 1 tỷ 250. Những điểm khác nhau khá nhỏ trên Fortuner nếu mà chúng ta nhận ra. Còn sâu hơn thì mọi người có thể nhìn thấy đèn ban ngày ạ, của bản một cầu nó có 3 bóng đèn nhỏ, còn chúng ta là giải đèn LED ở phiên bản hai cầu. Ngoài ra về trang bị này, cả biến này hay là về mâm xe giống hết nhau. Đó là về phần ngoại thất, mâm xe giống nhau, cốp điện K360 được trang bị. Còn về nội thất bên trong thì phải hệ thống loa khác nhau. Ở đây chúng ta có loa JBL. Đó là phiên bản một cầu 1 tỷ 165. Còn bản hai cầu